mà bà con và quý vị theo dõi chuyên mục Nông nghiệp Hưng Yên, Hội nhập và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, xác định sản xuất thủy sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chính là hướng sản xuất bền vững đem lại hiệu quả cao cho nông dân. Nên những năm gần đây, tỉnh ta đã hướng dẫn hỗ trợ công nghệ mở rộng nhiều diện tích nuôi thả thủy sản theo hướng Việt Gáp. Trước nhu cầu sử dụng thủy sản tăng cao của thị trường, cộng với việc đầu tư công nghệ vào nuôi trồng đã giúp tăng sản lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Hiện toàn tỉnh có gần 5.700 ha ao, hồ, đầm nuôi thả thủy sản, trung bình mỗi năm cho sản lượng gần 46.000 tấn, trong đó diện tích nuôi thâm canh là 1.900 ha, còn lại là diện tích nuôi bán thâm canh, quản canh và diện tích sản xuất cá giống. Tất cả những cái diện tích mà trong nội đồng thì đã được đưa vào để phát triển, đưa những cái đối tượng có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Bước đầu ấy thì đánh giá chung thì hiệu quả rất lớn. Để phát triển thủy sản theo hướng an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân đã áp dụng mô hình nuôi cá theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 50 ha và 26 lồng nuôi thả thủy sản trên sông được công nhận Việt Gáp, mỗi năm cung cấp ra thị trường 1.500 tấn thủy sản các loại. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu của thị trường và để chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta đã triển khai 3 đề án, đó là đề án nuôi cá trong ao nước tĩnh, nuôi cá sông trong ao và nuôi cá lồng trên sông. Vậy thì để hiểu rõ hơn về quy trình nuôi thả thủy sản theo 3 đề án trên, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu. Những năm trở về trước, nuôi cá theo phương pháp truyền thống thường cho sản lượng không cao, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do giá thành thấp, bị tư thương ép giá. Thì nay cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, của ngành chuyên môn, gia đình anh Lưu Đình Vang, thôn Tân An, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử đã đầu tư hệ thống dàn sủi, xây dựng ao và 3 bể để áp dụng công nghệ nuôi cá sông trong ao nước tĩnh, chủ yếu là các giống cá chấm, chép. Nhờ áp dụng quy trình nuôi theo hướng Việt Gáp như cá ăn thức ăn đã được kiểm định, ao nuôi thường xuyên được vệ sinh, cá liên tục được vận động dưới dòng chảy của nước nên cá nhanh lớn cho chất lượng săn chắc. Trung bình một năm, gia đình thu 2 lứa cá thương phẩm, tương đương với 50 tấn cá và 1,5 tháng được xuất bán một lứa cá giống, tương đương với 20 tấn. Dù sản lượng lớn như vậy, song cá thu hoạch đến đâu được xuất bán theo đơn đặt hàng đến đó. Với giá luôn cao hơn, cá được nuôi thả theo phương pháp truyền thống từ 5 đến 7.000 đồng một kg. Năm 2018, khi mới triển khai đề án nuôi cá sông trong ao Đức Tĩnh, chỉ có 31 bể nuôi của trên chục hộ gia đình tại 4 huyện, thị xã, thành phố gồm Mỹ Hào, Yên Mỹ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Thì nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 60 bể nuôi với diện tích gần 100 ha. Cũng một mẫu ao, trước là chỉ nuôi được 2 tấn đến 3 tấn là cùng, mà những con cá nó không có giá trị. Những con cá giá trị thì nó chết mất. Thế nhưng bây giờ toàn những cá sản lượng cao, cá thịt là không đủ để cung cấp. Cái lượng cá dưới ao tôi là toàn bộ đã là lượng đặt hết rồi. Dụ như xe cá giống vừa rồi đã có Việt Gáp là toàn bộ là đi hết. Cái kia là bắt nốt là hết, còn đang thiếu hàng. Nhận thấy sản xuất cá giống trong ao bán đổi có nhiều lợi thế hơn so với nuôi thả cá truyền thống. Năm 2019, gia đình ông Lưu Văn Dũng, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử đã mạnh dạn thuê lại 8,5 ha đất trũng cấy lúa kém năng suất của bà con nông dân để đầu tư đào ao nuôi thả thủy sản trong ao bán đổi. Ông Dũng cho biết, đáp ứng nhu cầu của thị trường, gia đình chuyên sản xuất hàng chục loại cá giống như cá lăng, cá rô phi, rô đồng, cá chấm, cá chép. Do nuôi ở môi trường thoáng khí, đón được nhiều ánh sáng, nhiều gió hơn ao chìm, lại hạn chế dịch bệnh gây hại, kích thích các sinh vật có lợi phát triển, mật độ nuôi cá trong ao nổi cao hơn, tốc độ cá lớn nhanh hơn, nên chỉ sau 45 ngày, gia đình được xuất bán một lứa cá giống. Trung bình một năm thu 30 tấn cá, trừ chi phí cho thu lãi trên 500 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với cấy lúa trước đây. Trước đây thì chúng tôi nuôi theo truyền thống là toàn bằng thức ăn phân lợn, phân trâu, phân bò. Nhưng bây giờ thì chúng tôi bỏ ra, chúng tôi toàn nuôi con hướng Việt Gáp. Thì thứ nhất là thịt thơm ngon, thứ hai là chắc thịt, thứ ba là an toàn trong lĩnh vực là đưa ra thị trường. Cái sản lượng nuôi sẽ được một gấp đôi so với chó truyền thống. Thưa quý vị và các bạn,
tận dụng địa điểm cũng như lợi thế của dòng chảy sông Hồng, sông Luộc, những năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều cơ sở, hợp tác xã đầu tư lồng bè để nuôi thả cá lồng trên sông. Vậy thì nuôi thả cá lồng trên sông khác gì so với nuôi thả cá truyền thống? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mí, giám đốc hợp tác xã Quyết Thắng. Dạ, xin chào ông ạ. Vâng, xin chào. Xin ông cho biết là hợp tác xã mình thì đầu tư dự án nuôi thả cá lồng trên sông này từ năm nào? Bắt đầu vào đầu năm 2020. Để chúng tôi được dự án quy hoạch của Sở Nông nghiệp, Tri cục Thủy sản tỉnh đó hỗ trợ tất cả mô hình nuôi cá lồng trên sông là 20 lồng, do cái dòng chảy luôn được thay đổi nên là con cá sẽ phù hợp và sẽ có độ lớn mạnh hơn trong ao. Vậy thì để mà nuôi được 20 lồng bè đấy thì mình đầu tư có nhiều không ạ? Để đầu tư cơ bản 20 lồng này thì chúng tôi bắt đầu đầu tư cái bộ khung sườn này. Đấy là toàn bộ hệ thống này là hết khoảng 1 tỷ. Ngoài ra thì giống cá của 20 lồng này thì nó cũng hết vào khoảng cỡ 1,5 tỷ. Thế còn ngoài ra thức ăn để đảm bảo một lồng này nuôi đến lúc thu hoạch thì phải cỡ 250 triệu một lồng thức ăn. Vậy thì cái nuôi cá lồng trên sông nó có khác gì so với việc mà nuôi cá truyền thống mà mình đã áp dụng trước kia? Tức là nuôi cá lồng trên sông này thì nó sẽ khác hẳn, bởi vì thứ nhất là tận dụng được cái mặt nước lợi thế ở trên sông Hồng nuôi. Thứ hai nữa là mật độ nuôi sẽ được dày hơn, và cái lượng chăm sóc thì nó sẽ dễ hơn nuôi trong ao, và cái bệnh tật thì nó sẽ giảm rất nhiều so với nuôi cá trong ao. Đáp ứng cái nhu cầu mà cung cấp cái thủy sản Việt Gáp ra thị trường hiện nay thì hợp tác xã mình đã áp dụng nuôi như thế nào để đảm bảo các sản phẩm của mình đưa ra thị trường là sản phẩm sạch ạ? Hiện nay hợp tác xã đang nuôi theo quy trình Việt Gáp, tức là cá của hợp tác xã hiện nay chúng tôi chăn nuôi thì một số các loại chấm chép thì ăn các cái thảm thực vật ở địa phương, tận dụng được các cái thức ăn của dư thừa của nông nghiệp. Thứ hai nữa là các cái lượng cám của các nhà máy đảm bảo các lượng chất lượng, đảm bảo quy trình Việt Gáp thì chúng tôi hiện nay đang áp dụng rất thành công. Sau một thời gian triển khai nuôi cá lồng trên sông, vậy thì ông có thể đánh giá cái bước đầu hiệu quả mà việc nuôi cá lồng trên sông đem lại cho hợp tác xã? Qua cái 4 tháng chăm sóc con cá và so với cái cá nuôi trong ao với con sông, chúng tôi rõ ràng thấy cái hiệu quả rất lớn. Con cá sẽ khỏe hơn, mạnh hơn. Hiện nay chúng tôi đã tính là lớn được 2,5 cân. Khi mà mình nuôi thả cá trên sông lại áp dụng theo cái quy trình Việt Gáp, vậy thì cái thị trường mình xuất bán nó có thuận lợi hơn không? Nuôi cá theo quy trình Việt Gáp thì chúng tôi thuận tiện rất nhiều. Thứ nhất là quy trình chăm sóc cho ăn đảm bảo. Hai nữa là cái đầu ra của chúng tôi rất ổn định. Hiện nay cái lượng cá chúng tôi thì gần như là các cái khách sạn, nhà hàng cũng đã tới để thăm mô hình và để tìm hiểu, để đặt. Có cá truyền thống thì rõ ràng là cá chúng tôi chiếm được ưu thế hơn, giá cả ổn định, và hai nữa là thị trường sẽ chạy hơn. Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Ngoài nhân rộng diện tích nuôi thả thủy sản theo hướng Việt Gáp, những năm gần đây, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tạo điều kiện về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí, khuyến khích nông dân phát triển nuôi thả thủy đặc sản như ba ba, ếch, lươn, trạch chấu, trạch sụn. Trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 200 tấn sản phẩm. Hiện nay thì là bà con ở đây thì chăn nuôi thì thường kết hợp vào nuôi cá và nuôi ếch. Thì ở đây thì bà con thường kết hợp con cá rô đồng và con chê đồng. Thì khi đó khi thu được ếch rồi ta kết hợp thu thêm cá nữa. Khuyến cáo thì bà con nên chăn nuôi theo một cái quy trình chuẩn. Bà con nuôi trong vòng khoảng 70 đến 75 ngày thì chúng ta xuất bán thương phẩm, thì khi đó là vừa đảm bảo cái sức khỏe sản phẩm của vật nuôi, hay là sức khỏe của người tiêu dùng thì nó sẽ đảm bảo hơn. Nhờ ứng dụng đa dạng các biện pháp trên mà chất lượng thủy sản ngày một nâng lên, đem lại giá trị thu nhập cao cho người nông dân. Trừ chi phí, một hectare canh tác thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng. Đặc biệt, đề án nuôi cá lồng trên sông tuy vốn đầu tư lớn và đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng cho thu lãi đạt từ 500 đến 600 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với nuôi thả cá theo phương pháp truyền thống. Để định hướng đến năm 2025, thì diện tích nuôi trồng thủy sản trong toàn tỉnh thì đạt khoảng độ 6.100 ha. Sản lượng thủy sản thì sẽ đạt 65.000 tấn. Và ở ngoài sông Hồng và sông Luộc thì phát triển 800 lồng trên hai con sông với 22 điểm đã được điều tra khảo sát và lựa chọn. Đưa được cái công nghệ vào nuôi thâm canh đó. Cái công nghệ đó là gì? Một là phải xử lý môi trường ao nuôi. Hai là phải nuôi bằng bioflux. Ba là phải tuyển chọn và đưa những cái đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế và năng suất hiệu quả để ta khai thác được trên cái diện tích mặt nước. Với định hướng phát triển của tỉnh cùng với sự hỗ trợ về công nghệ, khoa học kỹ thuật của ngành chuyên môn, sự đầu tư cơ sở vật chất của các chủ hộ sẽ góp phần
đưa nuôi thả thủy sản trở thành ngành chăn nuôi mũi nhọn trong cơ cấu phát triển nông nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập và làm giàu cho người dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Nông nghiệp Hưng Yên hội nhập và phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.